chỉ loang máu tươi. Đồng tham vắng bông hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bướm bâng khuâng của vạn người thân. Rất là hợp lý. Thực ra bây giờ sạc pin Vega nó rất là dễ chơi rồi, nó rất là dễ chơi. Dễ chơi đây là em nói đến cái kinh tế. Cách đây khoảng hơn năm thì những cái cặp như thế này các bạn mua toàn tầm trên dưới 30 triệu. Nhưng mà bây giờ cặp này, đích danh cặp này bây giờ nó có 25 triệu tại Thắng Audio thôi. 25 triệu nhá, giá em nói cực kỳ tốt luôn. Cặp này nó sở hữu bass 40. Đấy, bát 40 nhé, mà sạc pin Vega đấy, VS180 25 triệu cặp này. Đấy, theo các bác không mua 25 triệu thì mua cặp gì? Bây giờ Pioneer CS88A nó cũng phải tầm tiền đấy rồi, mà Pioneer thương hiệu thì không bằng. Đường kính bát, thể tích thùng, chất âm, mọi cái đấy, làm sao ăn được con này. Nếu mà 88A thì nó chỉ thiên về nhạc vàng, trong khi VS150 là một cái dòng loa nó cho các bác gọi là cái rất là nhiều những cái lựa chọn về khu nhạc, từ những cái dòng nhạc bass đòi hỏi uy lực như những cái bài DJ hoặc bài các bác chơi những cái nhạc sàn trước, rồi karaoke. Đương nhiên là karaoke thì 88A không thể gọi là hát được rồi. Và tại sao em đưa 88A? Bởi vì nó cùng tầm tiền, và cái dòng đấy nhiều anh em biết. Đấy, con này hát được này, nghe các thể loại nhạc rất là dễ, mà ghép âm ly thì cũng dễ hơn. Như 88A anh em sẽ ghép với những con receiver, thì con này ghép receiver cũng được, ghép âm ly hai kênh cũng được, đẩy cũng được. Đấy, chứ không ai ghép 88A với đẩy cả. Lần trước em cũng có quay cho các bác nghe thử em ghép 99A với cả con đẩy crowd của Mỹ, nhưng mà đấy là cái trải nghiệm vui thôi, chứ còn không ai ghép những dòng đấy với đẩy. Thì con này các bác có thể ghép đẩy vang để anh em hát, hoặc các bác ghép những âm ly stereo, hoặc là ghép receiver. Trong khi cái lựa chọn về con 88A thì chủ yếu các bác sẽ ghép receiver. Đấy, cặp này bass 40 nhé. Cái này nó là bẩn thôi, kiểu dạng nó, các bác nhiều khi hỏi tại sao cái này đây, nhiều khi nó bị bẩn, này phải lau chùi đi. Đây, kể cả cái chung này, các bác nhìn ở trong này nó bẩn, bụi bẩn thôi. VS150 thằng này thì cao khoảng gần 1 mét, bề ngang thì đương nhiên nó phải cũng phải 45-50 rồi, bởi vì bass nó là bass 40 rồi. Bass thì cực kỳ uy lực, không phải tự nhiên mà ông
ông Vega này mà ông ấy cứ chơi hai cái lỗ thở to vật như này đâu. Đấy, bởi vì cái tiếng bát của nó rất là gấu. Lỗ thở, cái đường kính của lỗ thở nó cũng phải gầm mười mấy, rất là lớn. Cái tiếng bát của nó, là hơi bát của nó ra nó nhiều thì nó không bị ảnh hưởng. Đấy, VS150 nha các bác nhá. Giá thì bây giờ quá dễ tiếp cận rồi. Anh em là có nhu cầu thì alo sớm cho thằng Audio. Đây các bác chụp ảnh màn hình vào đây. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.